Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình triển khai thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án đầu tư công trình giao thông sắp xây dựng trên địa bàn. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 10 dự án đầu tư công và một dự án tư theo hình thức PPP, trong đó có dự án đường nối cầu Trần Hưng Đạo với đường Nguyễn Văn Linh. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, về quy mô dự kiến Tuyến đường kết nối cầu Trần Hưng Đạo với đường Nguyễn Văn Linh có tổng chiều dài khoảng 2,94 km, mặt cắt ngang 30 m. Điểm đầu dự án tại khu vực giao cắt với đường Đê Xuân Quan Cổ Linh, bao gồm nút giao với đường Cổ Linh, thuộc địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên, khớp nối với điểm cuối dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, điểm cuối kết nối với phố Vũ Đức Thận, thuộc địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên. Về cấp hạng, đây là đường liên khu vực, vận tốc thiết kế 80 km/h xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hè đường, chiếu sáng, tổ chức giao thông, cây xanh, chỉnh trang và di rời hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi, đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Đây là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư dự kiến là 2.742 tỷ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng 1.004 tỷ đồng, xây lắp 1.738 tỷ đồng. Theo sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc đầu tư dự án xây dựng tuyến đường này là cần thiết, góp phần giảm tải cho cầu Chương Dương cầu Vĩnh Tuy, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch. Do đó, cơ quan này đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao đơn vị lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án bằng nguồn vốn đầu tư công. Theo kế hoạch, cầu Trần Hưng Đạo có công tác chuẩn bị, lập thiết kế trong năm 2023 đến 2024, thi công trong giai đoạn 2025 đến 2027, cơ bản hoàn thành trong năm 2027. Dự án được triển khai theo hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 Bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc địa bàn 3 quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Long Biên, dự án thành phần 2 gồm đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo và đường dẫn hai đầu cầu. Đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao Cổ Linh đến điểm cuối dự án tại phố Vũ Đức Thận, phường Gia Thụy, quận Long Biên. Theo quy hoạch phân khu N10, tuyến đường nối cầu Trần Hưng Đạo sẽ kéo dài qua phố Vũ Đức Thận và kết nối với đường Đoàn Khuê đoạn khu đô thị Việt Hưng.